tại sao một người, hai vợ chồng, một người đạo này, một người đạo kia, hoặc là một người đạo này, một người không theo tôn giáo nào? Cái lý do đơn giản, trên đời này không ai dạy mình. Chứ nếu có người dạy mình thì mình không có cái kiểu này. Không có kiểu mà trống đánh xuôi kèn không được. Sáng vợ đi nhà thờ đọc kinh, chồng ở nhà lại Phật, có phải trống đánh xuôi kèn không được không? Hoặc là sáng vợ đi đọc kinh, chồng nhà nhậu, không sao, tao có đạo gì đâu, thôi bả đi kinh, tao nhà buồn quá tao nhậu, có phải trống đánh xuôi kèn không được. Trên đời này không có chấp nhận chuyện nó xảy ra. Nhưng tại sao có chuyện nó xảy ra, chẳng qua chúng ta không hiểu nha. Bây giờ cho anh nói, để hiểu được chuyện này thì chuyện này là hai bà này già quá rồi, đúng ra không nhắc luôn, nhưng mà thôi nhắc lên trên cộng đồng mạng là ai có cơ hội nghe được clip này người ta hiểu nha. Coi như hai bà làm một cái đề tài để cho cộng đồng mạng các em trẻ sau này nó hiểu được thế nào là một tình yêu thật. Đã cho nói luôn cho rồi nha, để khỏi mất giờ. Một tình yêu chân thật được định nghĩa là một tình yêu có bốn điều kiện sau đây, ta gọi là định nghĩa một tình yêu thật. Ví dụ như bây giờ ông có yêu bà thật không? Hả? Cái này sống bao nhiêu năm mà không yêu được. Vậy yêu thật là yêu như thế nào, gọi là yêu thật? Yêu thật có nghĩa là mình không có mình đối với những cái gì mà tốt đẹp của người đối diện mình thì mình chấp nhận. Rồi. Cả những cái gì xấu xa. Rồi. Để cả những cái điều mà sức khỏe của người đó sau này có tốt hay xấu của mình cũng phải. Đó là yêu thật của ông đó. Hai điểm. Yêu thật là yêu sao? Hết lòng chăm lo cho cái người chồng của mình. Hai điểm luôn. Yêu thật là yêu sao? Dạ lúc con thì thay con thì yêu thật là hết lòng với vợ con mình. Bởi vậy. Rồi khi mạnh khỏe lúc bình thường lo nhau. Nhưng có cái cha nói điều này con mới hỏi chứ. Sẵn con hỏi thì có gì cha thông cảm luôn nha. Tại vì con là những người theo đạo sao, tuy nhiên khi con lấy vợ con mới gia nhập đạo, mới giữ đạo. Hiện giờ con là đạo gì? Dạ con công giáo. Công giáo? Công giáo. Nghe cha nói, thật định nghĩa một tình yêu chân thật nó phải có bốn yếu tố sau đây. Mình nói là tôi yêu vợ tôi thật là tôi chăm sóc tới nơi tới chốn, bệnh hoạn tôi lo này kia, đúng. Nhưng mà không tới nơi tới chốn. Một tình yêu chân thật có bốn điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là chung một niềm tin. Phải cùng một niềm tin. Bà ơi, tôi yêu bà, tôi yêu luôn cái niềm tin của bà. Ông ơi, tôi yêu ông, tôi yêu luôn cả đường đi lối về. Mà mình có được cái điểm này chưa? Vậy mình nói mình yêu thật là sao? Trống đánh xuôi kèn không ngược đúng chưa? Tình yêu thật là tình yêu diễn tả chung một niềm tin. Nhớ chỗ này nha. Hãy ông đạo Chúa thì thôi, tôi thương ông, tôi thương luôn đạo Chúa của ông. Đó mới là tình yêu thật. Còn giờ tôi đạo Chúa, ông đạo Phật, thôi mạnh ai đi đi, đó chưa phải là một tình yêu tới nơi giờ thôi. Vậy tình yêu thật nó có bốn điểm sau đây. Một là chung một niềm tin. Thứ hai là cùng một lý tưởng. Lý tưởng là có vợ thì phải có con, có chồng là phải có con. Còn này tôi có vợ nhưng mà tôi không muốn có con, tôi có chồng mà tôi không muốn có con, thì đây không phải là tình yêu. Tình yêu thật, tình yêu giả dối trên môi miệng. Hiểu chưa? Mà hiện nay nhiều lắm. Có phải vậy anh Thiết? Nhiều lắm không? Vậy tình yêu thật của cha có hai yếu tố rồi. Một là gì? Hai, lý tưởng. Ba là cùng một ý chí. Ý chí là anh ơi, em với anh có con là cùng ý chí là phải nuôi con nên người, dạy đạo cho tốt lành, lo lắng cho nó đàng hoàng. Chứ có đâu mà đẻ con ra rồi sáng sai chiều xỉn, trưa la ra. Vậy là ý chí nằm đâu? Mà đời này, xã hội này có không? Đầy phải không nè? Vậy tình yêu thật là cùng một niềm tin, cùng một lý, cùng một ý,
và cuối cùng là cùng nhìn về một hướng. Ông thì nhìn hướng này, bà nhìn hướng kia mà nói yêu nhau vậy đấy, phải không? Ông ăn chả mà bà ăn nem thì cùng nhìn về một hướng ở chỗ nào? Ông ăn chả, bà ăn nem, chả ai nhìn thèm, phải vậy không? Xã hội này có không? Vậy không ai trước khi cưới vợ lấy chồng không ai định nghĩa được một tình yêu thật hết. Thấy trái tim mình nó nhói với câu đó rồi, tao yêu thiệt rồi đó, phải vậy không? Rồi đó là đàn ông thì yêu con gái bằng mắt, còn con gái yêu đàn ông bằng tai. Cái miệng của người đàn ông nói nhỏ 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 lỗ tai chút xíu là rồi em yêu anh, còn em than hộp kem xong rồi anh yêu em, Chúa ơi, rồi về nhà ba bữa bánh lột. Mình phải xác định, hiểu chưa? Vì mình không xác định cho nên bây giờ chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật, hoặc là chồng đạo Phật, vợ không đạo, đó chưa phải là tình yêu. Về sửa mình vẫn còn kịp, hiểu không? Vẫn còn kịp. Thôi em ơi, bây giờ em đạo Chúa rồi, anh thương em, anh hết bệnh, anh theo đạo em luôn. Đó là cùng một niềm, niềm tin, cùng một lý là có vợ phải có con, có nhà, có cửa, đó là lý tưởng. Thì cái chuyện đó cha không nói, chuyện đó chuyện gì, gì ngoài dự án. Cùng một ý nuôi dạy con nên phụ giúp cho xã, và cùng một hướng nhìn về một, hiểu chưa? Thôi cho dạy bài này để cho nhờ hai người này cho dạy cho tuổi trẻ, hiểu chưa? Thôi vậy con ai tuổi trẻ, các bạn trẻ ai nghe được cha nói điều này thì cố gắng mà học, còn học thì ráng chịu chứ giờ cha cũng hết biết rồi. Thôi xin mời đứng lên nha. Cha và con sáng danh Đức Chúa Cha như đại có trước vô cùng và bây giờ và có và sẽ là trong lòng. Chúng con vì vì danh Chúa nhân từ cho các bạn nhân nọ được trốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.